Ok. Hello, hello and welcome mọi người ha. Ok. Chào mừng mọi người đến với buổi livestream chia sẻ về kỹ năng no taking techno ngày hôm nay trong trong chuỗi livestream về PTA của Peter ha. Ok, thì như đã hẹn mọi người ngày hôm nay Peter sẽ chia sẻ cho các bạn tất tần tật về cái bài thi PTA cũng như là cái cách làm cái phần no taking, một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng của bài thi PTA ha. Ok. Thế thì các bạn nào vào rồi các bạn ơi thì các bạn có thể cho Peter một cái comment rất là ngắn gọn thôi ha. Ok, là hello nếu các bạn thấy được cái nghe được cái buổi chia sẻ của mình cũng như nghe được giọng mình cách rõ ràng ha, thì các bạn cho mình một cái comment ha mọi người ha. Ok. Thì ngày hôm nay Peter sẽ dành thời gian để mà chỉ cho các bạn về một trong những kỹ năng rất là quan trọng của bài thi PT, đó là kỹ năng note taking. Và kỹ năng này là kỹ năng mà mình sẽ cần phải áp dụng cho không chỉ là target thấp thôi mà thậm chí những mà target cao cũng phải cần. Và đây là một kỹ năng mà chúng ta phải luyện tập rất là nhiều. Vậy thì những cái câu hỏi xung quanh cái kỹ năng này đó là làm thế nào để mình có thể tối ưu hóa được cái điểm số của bài thi thông qua kỹ năng note taking, rồi đồng thời là mình take note á, tức là mình ghi chép như thế nào trong bài thi để mình có thể đảm bảo là mình lấy đủ cái lượng chữ, đủ lượng ý, hoặc là mình sẽ có được cái cái bài làm như thế nào để mà mình có thể gọi là mình đẩy điểm số mình cao nhất có thể ha. Ok, thì đó là những cái mà mình sẽ cùng các bạn chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay ha. Ok rồi. Rồi, thế thì bây giờ này các bạn ơi, các bạn nào mà vào được rồi các bạn thì các bạn sẽ giúp cho mình một chuyện á, là các bạn có thể giúp cho mình một comment, một cái chữ đơn giản thôi. Các bạn có thể comment cho Peter là hello được không? Để mà mình biết được các bạn nghe được mình rất là rõ từ phía các bạn nè ha. Và để cho cái buổi ngày hôm nay một cách nó diễn ra một cách nó suôn sẻ hơn á, thì mình cũng cần các bạn á, nếu mà các bạn có ngồi theo dõi thì các bạn có một quyển tập kia viết để mà các bạn tập gọi là ghi chép với Peter. Và đồng thời á, các bạn có thể giúp cho Peter tập là các bạn chuẩn bị cho Peter một xấp giấy A4 nha. Ok, tại vì cái giấy A4 sẽ là cái mà chúng ta sẽ cần để mà chúng ta luyện tập khi mà chúng ta làm cái phần này ha. Ok được chưa nào? Đó, cho nên bạn nào mà ngồi ở đây rồi á, thì có thể cho Peter một cái xấp giấy A4 nếu được các bạn ha. Ok, nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong quá trình các bạn hướng dẫn cho Peter, trong quá trình Peter hướng dẫn các bạn về cái phần take notes này mọi người ha. Ok thì để mà hỗ trợ cho cái phần take notes này các bạn ơi, thì Peter cũng muốn các bạn sẽ giúp cho Peter việc đó là chúng ta sẽ cùng nhau mình đi qua một số những cái phần mà chúng ta có thể possibly là take notes và có thể làm tốt được trong phần này các bạn nhé. Ok được không nào mọi người nè. Rồi thế thì bây giờ Peter sẽ đi vào và Peter sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái phạm trù của kỹ năng note taking này mọi người nhé. Ok thế thì một lần nữa ha, ok, welcome tất cả mọi người đến với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của Peter và kỹ năng note taking của bài thi PTA ha. Ok vậy thì khi mà chúng ta đi vào phần này á, thì Peter cũng muốn chia sẻ hơn cho các bạn chút xíu về những cái phần nào chúng ta sẽ có thể take notes trong bài thi, cũng như là cách take notes của chúng ta nên sử dụng là trên máy tính hay trên giấy để mà nó có hiệu quả một cách tốt nhất có thể mọi người nhé. Ok được không nào? Rồi thế thì bây giờ Peter sẽ share cho mọi người cái platform của PTA ha mọi người ha. Ok đây mọi người giúp mình nè, các bạn thấy không, mà bên trước mặt Peter show cho các bạn coi được cái platform của PTA ha. Ok thì chắc là trước khi tới cái platform này cho Peter được dùng 1 giây, Peter sẽ đi qua một cái tên là word counter để Peter viết cho các bạn những phần khi đi thi mà chúng ta cần sẽ mới nhìn vào, tại vì nó sẽ là cái phần mà liên quan đến kỹ năng note taking nha. Peter sẽ viết đây nè. Ok những phần ok đòi hỏi kỹ năng note taking, ghi chép đó, được chưa, ghi chép của bài thi PT. Ok của bài thi PT nha. Rồi thì bây giờ đó đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn đến cái kỹ năng, đó là kỹ năng bên chương speaking, chương nói nhé. Ở trong chương speaking của chúng ta đó sẽ có cái phần mà đòi hỏi chúng ta nếu được chúng ta sẽ có cái kỹ năng note taking á. Cái phần đó có biết bạn nào biết là phần nào không các bạn? Các bạn có biết được là cái phần nào ở trong kỹ năng speaking là nó sẽ yêu cầu chúng ta đi về cái bài thi của cái bài thi của cái phần mà note taking các bạn ơi. Ok. Bạn nói cho mình nghe xem nào. Yep. Ừ.
Bạn có biết không? Đúng rồi, có một số bạn comment ha, chính xác luôn các bạn ha. Ok, ví dụ như bạn Kim, mình có bạn bạn Huỳnh Trang là ha, ok, comment rất là chính xác. Đó là phần này, là cái phần thứ nhất là cái phần ở bên phần retail lecture nha mọi người nha. Ok, phần retail lecture nè. Rồi ngoài cái phần retail lecture ra đó còn phần nào nữa các bạn biết không? Thật ra ngoài retail lecture là còn một phần nữa mà nhiều người các bạn hay quên, đó là cái phần tên là phần repeat sentence nha. Ok rồi, thì với cái phần repeat sentence này á, thì thật ra đó nha, những bạn nào chúng ta nên tập techno, các bạn nào mà từ 65 trở lên 79 thì chúng ta có thể tập techno, còn các bạn mà từ 50 đổ xuống á, chúng ta sẽ không cần tập techno quá nhiều. Phần này nó không phải là phần quá quan trọng các bạn nhé. Ok được chưa nào? Đó, đó là cái Vita muốn và sẽ phải để cho Vita chút xíu ở trong cái nhà bài này các bạn nhé. Ok chưa? Đấy thì đấy là một cái mà Vita muốn các bạn sẽ phải giống như là take into consideration cho Vita chút xíu nhé. Ok nói cho Vita cho nào mọi người nào. Rồi thế thì khi mà chúng ta đi vào những cái phần speaking của mình đó mọi người ha, ok, thì đối với speaking á, các bạn phải ghi chép một cái điều vô cùng quan trọng cho Vita và trong cái class, trong cái tập của mình các bạn ơi ha. Ok, đó là gì? Là ở trong cái phần này nha mọi người nha. Ok, cái mà các bạn cần phải nhìn tới nhiều nhất đó là cái việc take note của mình á, là mình chỉ có thể là take note ở trên giấy viết mà thôi. À ok, đây là cái vô cùng quan trọng nha mọi người nha, là mình chỉ được take note trên giấy viết mà thôi các bạn nhé. Ok, các bạn không thể take note ở trên máy tính được. Đối với phần speaking, có nhiều bạn đến bây giờ cũng không biết là ủa anh ơi, cái phần speaking nó có take note ở trên máy tính được không, có bạn có thể ngồi nghe em viết được không? Thì câu trả lời không là không, mình sẽ không thể làm như vậy được các bạn nhé. Các bạn sẽ không thể take note ở trên máy tính được cho phần đấy đâu. Đó, đó là cái Vita muốn sẽ phải gọi là rất là để ý cho Vita chút xíu trong nhà này các bạn nhé. Ok chưa? Ok. Thì đó là cái mà Vita muốn các bạn sẽ phải để ý cho Vita chút xíu ở trong nhà này. Được không nào mọi người nè. Nắm cho Vita chưa? Đấy. Thì đó là cái mà chúng ta Vita cũng muốn tất cả mọi người là remember ha. Ok. Các bạn không thể take note ở trên máy tính được mọi người nhé. Ok, please. Chỉ giờ này mọi người trên trong đầu là mình có máy tính được, câu trả lời là không đúng ha mọi người ha, là cái chúng ta không làm như thế được, được không nào? Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là gì? Đó là trong cái bài này của mình đó. Ok, thì chúng ta cần phải để ý cho Peter cái đó là mình sẽ phải nhìn tới cái phần ở bên chương listening. Listening á, thì thật ra nó tới một vài phần có thể take note được ha mọi người ha. Ok, một vài phần liên quan đến take note, cái phần thứ nhất đó là cái phần nó giống như là phần retail lecture mọi người. Phần đó tên gì? Cả nhà có ai nhớ không? Các bạn có nhớ cái phần mà nó na ná như cái phần retail lecture mà nó chưa listening thì cái phần là gì không? Yep, các bạn đã biết không nào? Đấy, rồi. À, đúng rồi, summarize spoken text nha. Các bạn trả lời rất là chính xác nha. Đó là phần summarize spoken text, đúng chưa nào? Rồi, summarize spoken text, được chưa? Đấy, đó là một phần mà các bạn sẽ để ý tới cho Vita nha. Phần thứ hai, và các bạn nãy giờ rất là nhiều bạn comment luôn, đó là phần tên là write from dictation, hay là gọi tắt là dictation đó. Nhưng mà thật ra các bạn vẫn quên, nó còn một phần nữa chúng ta phải đòi hỏi cái take notes. Mình đố bạn biết là phần gì? À, ok. À, nó tới một vài phần là mọi người ha. Ok, à, phần phần nào nữa các bạn qua nhớ không? Chúng ta nghĩ tới summarize product là chính xác rồi, chúng ta nghĩ tới cái phần tên là dictation cũng đúng luôn, nhưng mà ngoài cái phần này còn phần nào nữa mọi người có biết không? Yep, ok không? Yep, nè. Có một bạn biết, có bao nhiêu bạn biết đây ha? Đây có một bạn trả lời chính xác ha. Ok, đó là phần tên là phần fill in the blank của listening, thấy chưa? Các em quên nhiều quá các em à ha. Ok, à, ngay cái việc mà trong bài thi xác định được phần nào mà đã mà cần cái kỹ năng note taking thôi mà chúng ta còn làm lộn lên lộn xuống, thiếu lên thiếu xuống như thế này, thì làm sao chúng ta có thể xác định cái bài nào của mình là được điểm cao được, phải không nè? Đó thì đó là cái Peter muốn và sẽ phải để cho Peter chút xíu nha mọi người nhé. Ok, cái việc mà chúng ta làm bài chúng ta phải make sure được rằng là mình nhớ được trong đầu mình là cái phần nào khi đi thi
sẽ là phần mà quan trọng, sẽ là phần cho chúng ta nhiều điểm, sẽ là phần mà đòi hỏi là chúng ta sẽ phải giống như là take into consideration đó, cái kỹ năng take notes của mình. Rồi các phần nào mà mình take notes trên giấy được, phần nào mà take notes trên máy tính được, thì tất cả những cái đó các bạn đều phải biết các bạn à. Các bạn hiểu không? Hay cái làm tưởng tượng bây giờ đi thi mà mình không biết những cái này thì làm sao mà mình có thể nâng điểm của mình lên được các bạn. Đấy, các bạn hiểu không nào? Đó. Đó là cả Peter muốn các bạn sẽ phải gọi là ghi nhớ cho Peter chút xíu ở trong cái dạng bài này các bạn nhé. Ok. Nắm được cho Peter chưa? Đó, đó là cái mà mình nghĩ rằng là tất cả mọi người trong 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 nhóm chúng ta đang theo dõi các bạn sẽ phải nhớ cho Peter chút xíu ha. Ok. Rồi. Thế thì bây giờ này các bạn ơi, ở phần listening thì chúng ta nhớ là chúng ta có thể take note được bằng hai phương pháp nha mọi người nhé. Chúng ta có thể take note ở trên máy tính. Take note trên máy tính nhé. Hoặc là take note ở trên giấy viết đều được nha mọi người nha. Tuy nhiên, cá nhân Peter khuyên các bạn ở phần này nếu take note ở trên máy tính á, mà các bạn có khả năng được, các bạn nên take note nên take note ở trên máy tính các bạn nhé. Ok, được chưa nào? Đấy, nắm cho Peter chưa? Đây là cái Peter muốn gọi là take into consideration ha. Ok, rồi thì đó là cái mà Peter muốn là sẽ phải gọi là take into consideration cho Peter chút xíu cho mọi bạn nhé. Ok, được chưa nào? Nắm cho Peter chưa? Đấy, đấy là cái mà cá nhân Peter nghĩ là các bạn nên để cho Peter tí xíu. Được không nào mọi người nè? Được chưa? Rồi, nắm không mọi người? Yes. Được chưa? Rồi, các bạn nào có câu hỏi gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Các bạn nha, có bất kỳ ai có hỏi gì tới đây là mình sẽ comment. Bây giờ, đầu tiên là mình sẽ đi cái phần repeat sentence. Mình sẽ nói câu chuyện và mình sẽ đi từng phần một nha các bạn nha. Ok, mình sẽ nói các bạn nghe nè. Cái phần nào á, cái cách take note như thế nào là phù hợp và chúng ta nên ghi chép cái điều gì vào trong cái vở của mình mọi người nhé. Ok, thì với cái phần đầu tiên là cái phần repeat sentence này các bạn không, thì với cái repeat sentence này bây giờ nhắc là các bạn nhớ một lần nữa, đó là cái phần này khi đi thi nha mọi người nhé. Ok, chúng ta đi thi á, chúng ta sẽ có bao nhiêu câu, các bạn qua nhớ không? Qua có nhớ được là trong cái phần repeat sentence này khi thì chúng ta có bao nhiêu câu không mọi người? Bạn có nhớ không? Cái phần repeat sentence này khi đi thi á là chúng ta sẽ có tất cả là bao nhiêu câu, các bạn comment phía dưới cho mình đi nha. Ok, thì ở cái phần này á, để Peter nói sơ cho các bạn nghe nè, cái yêu cầu chúng ta là gì, cho sẽ nghe xong một câu chúng ta sẽ nói lại những gì ta nghe được câu đấy, đúng không? Cái phần repeat sentence đó, mình nghe xong mình nói là, ví dụ bây giờ 8 giờ 14, bây giờ tôi mở con số 84 này các bạn nhé. Ok, let's put aside câu số số 1, mình mở câu số 84 thử xem nào. Đây là này bốn chữ 84 nè. Ok, rồi. Chúng ta nghe thử một câu mà họ nói nhé các bạn nhé. Mình sẽ nghe một câu mà họ nói. We must put great care when analyzing the data. Mình sẽ nghe câu xong mình sẽ có khoảng 1 2 giờ chuẩn bị nè. Rồi, bắt đầu mình sẽ phải nói lại ha. We must put great care when analyzing the data. Được chưa? Đó. Thì ở cái phần này á, cá nhân Peter khuyên nè, những bạn nào á mà các bạn target kiểm tra trở lên á thì các bạn có thể nên take notes. Ok, nhưng cái này không phải apply với tất cả mọi người nha. Tại vì phần này á, nó không phải là cái phần mà đơn thuần chỉ test chúng ta về cái kỹ năng mà gọi là kỹ năng nghe, mà theo kiểu gọi là học vẹt, tức là hiểu một cách gọi là nhớ, một cách gọi là như con robot. Mà cái phần này nó đòi hỏi chúng ta kỹ năng này gì? Cái kỹ năng là nghe hiểu. Tức là chúng ta có phải tưởng tượng rằng là bây giờ có một người đó tới gặp chúng ta nói cho tôi cái câu đó, rồi mình có hiểu người ta nói cái gì hay không, và vì người ta nói như thế đó mình hiểu cái gì, mình nói lại nó cách mà mình hiểu. Ví dụ bây giờ mình thử mở một câu bất kỳ cho các bạn nghe lại nha. Bạn nào không nghe được audio nhớ comment phía dưới nha các bạn nhé. Ok, Will those happy days ever be forgotten by you? Câu này nó nói cái gì? Cái câu này nó nói rằng là liệu rằng những cái ngày vui vẻ đó bạn có quên nó không. Will those happy days ever be forgotten by you, phải không nào? Đó, thì đôi khi á, cái việc mà khả năng nghe hiểu nó tốt hơn. Cho nên có rất là nhiều bạn hỏi là anh Peter ơi, đối phần repeat sentence này em có nên take notes hay không? Thì mình sẽ trả lời câu hỏi này là nó depends, nó phụ thuộc. Tức là nếu như bây giờ em không thể nghe hiểu một câu được, em chỉ thể nghe lóm thóm và em nhớ được một vài từ thôi thì em có thể nên take notes. Nhưng mà nếu em thật sự em ở target mà rất cao như target 79 chẳng hạn thì em có thể là đừng cố gắng nhớ một như là một con vẹt, mà em hãy cố gắng hiểu xem cái người nói, người ta nói cái gì, và em nói là cách mà người em hiểu. Đôi khi em không nói chính xác 100% được, nhưng em nói đúng được 80%. Và đây mới là cái mà bài thi nó tìm kiếm từ mình các em nhé. Ok, các em nghe lại câu khác You need to write a proposal for your research. nè. Ok, cái câu này rất là đơn giản, nó kêu là gì, là you will need to write a proposal for your research, đúng không? Có thể là bài nó không có là you need, nó chỉ nói là you need to write. Trong khi mình biết là you will need to write. Nó sẽ khác nhau đâu các bạn.
It's a little bit different. À, các bạn nha. Đó là cái beta muốn là sẽ phải để ý cho beta chút xíu ở trong dạng này các bạn nha. Ok. Thì đôi khi chúng ta sẽ không chính xác 100%, chứ nó có thể đúng được khoảng là 80-90% bởi chúng ta hiểu cái câu đó thôi. Vậy thì bây giờ nhiều bạn á hay hỏi beta rằng là ừ, ở trong cái bài này thì cái kỹ năng take notes nào nó phù hợp nhất? Đối với cái tốc độ như thế này chỉ có một kỹ năng take notes duy nhất thôi. Mà kỹ năng này người ta gọi là initial. Thế nào gọi là initial? Initial là mình viết những cái chữ cái đầu tiên only. Ví dụ như Peter viết thêm một câu cho các bạn coi nha các bạn nha. Ok, nào listen up nè. Đấy, các bạn coi thêm một câu Peter sẽ làm thử cho các bạn coi nha. Thế nào gọi là initial nhé? Listen up. I didn't mean to eavesdrop on your conversation. Alright, nào bây giờ các bạn à, các bạn bây giờ sẽ show cho bạn coi này ha, ok, một cách nó rõ hơn một chút xíu đây, 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 ok. Thì cái chỗ này người ta gọi là initial. Initial là vì mình viết tắt, các bạn thấy không? Đó, I nè. Didn't mean to eavesdrop on your conversation. Đấy, mình sẽ viết đầy đủ câu câu ra nha các bạn nhé. Ok. Đó là gì? I didn't mean to eavesdrop on your conversation. Đây, ha, ok. Được chưa nào? Đó, nó sẽ như thế này. Đây, các bạn thấy không nào? Đó. Thì những cái chữ cái đầu tiên của cái từ đó chúng ta sẽ viết tắt nè. Như I viết là I, didn't thì viết là D, mean thì viết là M, to thì viết là T. Đúng không nào? Rồi có eavesdrop viết là E nè. Ok, rồi mình có gì đây? On viết là O nè, mình có là your viết là Y nè, và mình có là conversation viết là C nè, theo rồi. Thì những cái chữ cái đầu tiên với này gọi là initial, tôi sẽ viết những cái chữ cái đầu tiên only. À, các hình 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 dung không? À, ok. Đó thì nó là cái beta muốn là sẽ phải để ý cho beta chút xíu ở trong cái dạng bài này các bạn nhé. Ok. Nắm cho beta chưa? Đây là phát gọi là initial. Initials mọi người nhé, những chữ cái đầu tiên only. Now let me try another one. Ok, bây giờ sẽ thử một câu nữa. Chúng sẽ coi thử nha mọi người nha. Ok. Có nhiều bạn hỏi là anh ơi cách này khó quá em làm không được. Yes. Cách này không hề đơn giản. Và không phải ai cũng đã nhảy vô làm được straight away. Các bạn sẽ phải take time để các bạn có thể gọi là phát triển được kỹ năng này. Tại vì kỹ năng này nó không đi được cách gọi là muốn là có, mà nó phải từ từ đi lên các bạn. À, ok. Nó phải từ từ đi lên. Và khi nó từ từ đi lên như vậy thì mình mới có thể cải thiện nó được bạn ơi. Đấy, nắm cho bài tập chưa? Đây là cái vô cùng quan trọng các bạn nhé. Ok, nào let me try again nè mọi người nha. Ok, cái phương pháp này nó tên là initial cho mọi người nha. Bây giờ viết lại trên này cho các bạn coi nè. Initial, được chưa? Rồi, bây giờ có biết cái tên của nó lên trên Facebook, cái nó Facebook cho các bạn đó nha. Ok, nào mình sẽ mở vào câu thứ hai nha. Mình sẽ coi các bạn nè. Viết những cái chữ cái đầu tiên only này nha. If you have problems, please contact your tutor. Ok, rồi. Bạn nhìn vào cái mớ này, bạn thấy nó ghi gì đây? À, nó ghi là if you have problem. Ok, nè, chúng ta if you have problem, please contact your tutors. Cảm thấy không? Đây là phương pháp gọi là initials, là viết cách đầu tiên. Vì sao chúng ta có phương pháp này và tại sao chúng ta dùng phương pháp này? Vì ở trong cái bài thi á, ok, vì ở trong cái bài thi đó mọi người, thì chúng ta phải nhớ cho Peter là cái tốc độ của chúng ta để viết nguyên một cái phu chữ ra như thế này á, nó không kịp. Nếu đi thi là không kịp, chúng ta chỉ có thể viết chữ cái đầu tiên thôi. Và như bạn hỏi là ủa nó cách này mà nó có hiệu quả không? Rất hiệu quả. Nếu bạn nào có cái khả năng á, mà phát triển được kỹ năng mà cách làm phần này á, nó thì bạn vô cùng hiệu quả các bạn nhé. Cực kỳ hiệu quả luôn. Và nếu như các bạn phát triển kỹ năng này á, đây là kỹ năng techno nhanh nhất các bạn thể làm. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải có một chút xíu gọi là cái gì, cái short term memory, tức là cái khả năng là nghe và nhớ ở trong cái lúc đó. Chứ còn mình nói các bạn cái đống này nè, ngày mai sáng mai ngủ dậy nhìn vào là kiểu oh my god, đâu nhìn một kiểu là mình biết cái gì vậy trời, cái gì mà y rồi http là cái gì rồi sao mình biết được, phải không nào? Cái này mà để ngày mai là chúng ta sẽ quên, chúng ta sẽ không nhớ ngay. Mà nếu như mà chúng ta xử lý nó ngay trong giai đoạn đó, ngay trong lúc mà chúng ta làm á, chúng ta sẽ nhớ được rất là nhiều mọi người ha. Ok, thì cái phương pháp này nó cũng gọi là initials mọi người nha, cho repeat sentence, được chưa? Nó works best cho repeat sentence. Mà nếu như ai đang nói là thầy ơi em muốn một kỹ năng take note cho repeat sentence,
Thì đấy là cái kỹ năng duy nhất, cũng là kỹ năng mà tốt nhất các em nên sử dụng cho repeat sentence đó, để mà nâng điểm của mình lên các em nhé. Ok, được chưa nào? Thì đây là cái mà thầy muốn các em sẽ phải ghi nhớ cho thầy khi các em nghe đến phần này các em nhé. Ok, được chưa? Đó, nắm chưa? Đấy, rồi các bạn nào có câu hỏi đó về các kỹ năng này á, các em thoải mái các em comment phía dưới nhé các em nhé. Ok, được chưa nào các em nè? Đó, đó là cái mà thầy muốn các em sẽ ghi nhớ cho thầy chút xíu trước khi thầy đi qua phần tiếp theo nha mọi người nhé. Ok, được chưa? Ok, rồi, nắm được chưa? Rồi, thế thì bây giờ là các em ơi, các em nhớ thêm cho thầy một cái điểm nữa nè. Đó là với cái phần repeat sentence này nha, ok, tại sao những target thấp các em không cần phải take notes phần này? Thật ra mà nói, ở target thấp á, nhiều khi á, cái yêu cầu của em á, các em cũng không cần phải làm đúng nhiều tới như vậy. À, ok, các em không cần phải làm đúng nhiều tới như vậy đâu các em nha. Ok, mà cái phần này á, nó vô cùng cần thiết ở cái tiêu chí gì? Nó vô cùng cần thiết ở cái tiêu chí đó là các em cố gắng làm sao để mà mình trả lời được những gì mà mình nghe được ha. Target điểm cao 65-79 thì sẽ yêu cầu là phải nói được từ 50, 80 cho đến 100%. Nhưng mà target từ khoảng 50 đổ xuống á, các em chỉ cần nghe được 30, 40, thậm chí 500% là đã rất là ok rồi. Đấy, thì đó là cái mà các em sẽ phải ghi nhớ cho thầy ở cho các bài này các em nhé. Ok, tại vì không phải ai cũng như ai đâu, mà yêu cầu mỗi người nó sẽ khác nhau nha các em nhé. Được chưa nào các em nè, nắm cho thầy chưa đó? Được chưa? À, có bạn bạn Tuấn Việt Bùi hỏi mình câu hỏi là như này nè: thầy ơi, nếu em bị lost một số từ thì như thế nào, what happens? Bây giờ em bị quên mất một số từ hay là em không nghe một số từ? Đây chính là cái bẫy của bạn, nó sẽ thừa biết rằng là ừ, các em vô bài mà các em thế nào các em cũng sẽ bị miss từ này miss từ kia, thiếu từ này thiếu từ kia. Cho nên á các em nhớ thầy bảo nè, ở trong bài này á, làm được tới đâu thì làm các em nghe kỹ nha. Ở trong bài này các em nhớ nè, làm được tới đâu thì làm. Ok, nghe chị nghe kỹ nha, các em làm được tới đâu thì làm. Các em mà làm được tốt á, ok, được chưa nào? Ok, các em mà làm được tốt á thì các em nghe được nhiều, các em nói được nhiều. Nhưng các em nghe mà các em bị stuck, tức là các em bị kẹt một hai từ nó không nghe không được, các em sẵn sàng trên tinh thần là bỏ đi cho thầy luôn. Tại vì cái bài này á, nó biết là chúng ta sẽ vì một hai từ mà chúng ta sẽ bị lóng cóng ngay. Cho nên á, nếu em gặp cái trường hợp đó, vì một hai từ đó em sẵn sàng bỏ qua từ đó luôn. Em có thể thay thế bằng từ đó bằng từ something cũng được. Còn nếu không á, em bỏ hẳn từ đó ra luôn. Như vậy cũng được nữa các em à. Đấy, đơn giản các em nhé. Ok, được chưa? Đó, đó là cái mà thầy muốn em sẽ phải ghi nhớ cho thầy khi các em xử lý cái bài làm này của mình các em nhé. Ok chưa? Đấy, đây là một cái mà cũng vô cùng quan trọng mà các em sẽ phải gọi là ghi nhớ để mà nắm được cho thầy ở trong cái bài này các em nhé. Ok là các em nè, nắm chưa? Đấy, thì đây là cái mà các em giống như là cố gắng là take into consideration cho thầy chút xíu ở trong cái phần bài này các em nhé. Được chưa? Good chưa? Nắm trên này các em nè. Rồi, all good. Đó, thì đó là về cái phần đầu tiên của mình hai các em ha. Ok, nè, bây giờ phần thứ hai mà thầy cũng muốn tụi em để ý đến cho thầy đó luôn đó, đó là về cái bài này của mình là các em ơi, thì các em cần phải nhìn cái phần retell lecture. Retell lecture sẽ là phần thứ hai đó, các em sẽ phải ghi nhớ cho thầy. Với cái phần retell lecture nha các em nhé, đây là phần cũng đòi hỏi các em thích nó rất là tốt nè. Thì với cái retell lecture đó tụi em à, nó sẽ có hai cái xu hướng chính tụi em nhé. Ok, đối với cái retell lecture nó sẽ có hai cái xu hướng chính nha tụi em nhé. Ok, được chưa nào? Rồi, cái thứ nhất, ok, nghe kỹ nè, đối với cái retell lecture nha tụi em nhé, nó sẽ có hai cái xu hướng chính. Số 1 đó là tụi em take note, để anh thầy biết cái này nha. Ok, rồi, số 1 đó, đây thì sẽ chỉ cho tụi em nè cái cách take notes thứ nhất đó, cho cái retail chờ nhà số 1 đó là take note dành cho các bạn nào mà tôi nghe kỹ nè các em nè. Các em mà target từ 30 tới 50 hoặc là các em gặp bài khó thì các em sẽ take note theo kiểu keyword. Keyword nhớ các em nhé. Keyword tức là gì? Là tụi em sẽ lấy một số những cái từ mà tụi em nghe được. Tụi em ưu tiên cái gì? Ưu tiên là các cái danh từ, ok, hoặc là cụm danh từ, ok, để chỉ là ưu tiên danh từ hoặc là cụm danh từ. Cái độ dài của nó từ khoảng 1 cho đến 3 chữ nha em nhé. Ok, thì như thế này người ta sẽ gọi là một cái keyword các em à. Ok, để chỉ là để ưu tiên những cái danh từ hoặc là cụm danh từ, đúng chưa nào các em? Ưu tiên cái danh từ cụm danh từ. Thế bây giờ thầy hỏi tụi em nhé. Sorry mọi người. Bây giờ tụi em á,
nhìn tới những cái từ như là từ whether, những cái từ như là từ that, however, in addition, hay những từ như là từ moreover, furthermore, hay là as well as we day it. But thì theo tụi em những cái từ mà thầy vừa mới nói một loạt là như thế đó, thì những cái từ đó mình có thể coi nó là cái keyword được hay không? Đây câu hỏi là yes no rồi các em. Bạn nào nói, bạn nào nghĩ là yes thì em nói là yes, bạn nào nghĩ là no, bạn nói là no. However nè, furthermore nè, but as well as they, it, we, might, of course. Đấy, thì em nghĩ là như thế này ha. Ok, it's a yes or no. Ok. Mà bởi vì có rất nhiều các bạn target thấp á, là các bạn sẽ bị rơi vào cái vấn này. Có rất nhiều bạn target thấp là các em bị rơi vào cái trường hợp như thế này. Đây, tức là tụi em bị rơi trường hợp là tụi em viết rất nhiều những từ này. Tôi nghĩ là ôi thầy ơi, cứ từ nào có trong bài là có điểm. Nhưng mà có phải thực sự như thế hay không? Đó, ok. Thì các em sẽ thấy được rằng là có thể khả năng cao như vậy là không chính xác rồi. Ok, khả năng cao như vậy là không chính xác rồi, nhưng mà nó không đúng các em nhé. Ok, được chưa? Đây là phần không không đúng nha. Cho nên á, những cái từ như thế thì chắc chắn em sẽ không phải là những danh từ chính, nó sẽ không phải là những cái từ cho tụi. Cho nên khi tụi nghe những cái từ đó, tụi bỏ nó qua ngoài tai đi, tụi sẽ nghe những cái từ khác nhé. Ok, và các em nhớ cho thầy nè, phần này không tính điểm ngữ pháp. Cho nên khi trong check nose á, tụi em nghe được cái gì tụi em check. Bây giờ lỡ check phải một cái động từ rồi thì lát cũng nói động từ lên luôn nha. Mặc dù là mình ưu tiên chứ mình không phải là chỉ nhận những cái danh từ. Mình cũng có thể lấy động từ, mình cũng có thể lấy tính từ. Nhưng mình ưu tiên là danh từ và các cụm danh từ các em nha. Ok. Được chưa nào? Và các cụm danh từ nằm ở đâu? Các em nghe này, nghe kỹ nào. Các cụm danh từ á, nó nằm ở phía đầu câu. Hoặc những cái từ mà nó nhấn mạnh ở trong câu. Rồi nghe kỹ nha, nằm ở đầu câu hoặc là những từ nhấn mạnh ở trong câu. Rồi bây giờ các em nghe thấy như thế một điểm nữa nè. Khi các em check now nha các em nha, các em nghe kỹ nè. Khi check now, tụi em nhớ như thế một cái nè. Đây. Khi check now nha tụi em nha. Khi check now. Đây, thì dưới là khi check now. Nhớ viết to, rõ, dễ nhìn. Nhớ nha, ok. Dễ nhìn. Rồi, ok. Hạn chế gạch xóa. Ok. Tại sao thầy nói cái điều này? Các em phải nhớ cho thầy nè. Khi thích no chúng ta viết to rõ. Tại vì at the end of the day, cái phần mà thầy đang dạy cho các em là các em, đây là một phần thuộc chương speaking. Là thuộc chương nói các em à. Là thuộc chương nói. Chứ không phải một phần thuộc chương viết các em nhé. Hay là thuộc chương nghe. Ở cái phần này á, cái nhiệm vụ của em là phải nói. Cho nên nó thầy không cần biết thì không cần biết là tụi em nghe cái bài này tụi em gọi là nghe được nhiều hay nghe được ít, chuyện nó không quan trọng. Cái quan trọng là tụi em á có đọc một cách trôi chảy được hay không, đó là cái vô cùng quan trọng và cần thiết. Các em hiểu chưa nào? Đó là cái vô cùng quan trọng và cần thiết mà các em phải ghi nhớ chưa. Ok chưa? Đấy, cái phần này mà cái này không được là khả năng cao thì rất là dễ tèo tụi em nha. Ok, nắm được chưa? Đấy, cực kỳ quan trọng, cực kỳ cần thiết nha. Ok, được chưa nào? Rồi, bây giờ thầy sẽ làm thử một câu cho các em coi nha. Ok, tất cả không cần làm gì hết nha. Nhớ kỹ nha, speaking không tính ngữ pháp. Và cái phần này á, là techno nhớ viết to, rõ, dễ nhìn và hạn chế gạch xóa. Thầy làm thử một bài cho em coi đây ha các em ha. Ok, viết trên giấy nè, và khi làm á thầy chỉ cho tụi làm bài nha tụi em nhé, tụi em đừng có nhìn vào, tại vì khi tụi em nhìn á là tụi em rất hay có xu hướng là thấy mình sai là tay hí hoáy sửa này, tụi em nghe tụi em nhìn đi chỗ khác, tụi em tụi em viết đâu tụi em liếc xuống một chút thôi, nó sẽ làm cho đỡ mất tập trung hơn ha. Ok, nào bây giờ coi thử một bài thì làm nhé các em nhé, phần retail lecture nè. Bây giờ là 8:31 thì mở câu số 31 thử nha các em. Đây rồi, cùng nhau nghe thử với thầy ha. The Right Honorable Sir Winston Leonard Spencer Churchill was a British statesman, best known as Prime Minister of the United Kingdom during the Second World War. At various times a soldier, journalist, author, and politician, Churchill is generally regarded as one of the most important leaders in British and world history. Considered reactionary on some issues, such as granting independence to Britain's colonies, and at times regarded as a self-promoter
who changed political parties to further his career. It was his wartime leadership that earned him iconic status. Some of his peacetime decisions, such as restoring the gold standard in 1924, were disastrous, as was his World War I decision to land troops on the Dardanelles. However, during 1940, when Britain alone opposed Hitler's Nazi Germany in the free world, his stirring speeches inspired, motivated, and uplifted a whole people during their darkest hours. Churchill saw himself as a champion of democracy against tyranny and was profoundly aware of his own role and destiny. Indeed, he believed that God had placed him on earth to carry out heroic deeds for the protection of Christian civilization and human progress. A providential understanding of history would concur with Churchill's self-understanding. Considered old-fashioned, even reactionary by some people today, he was actually a visionary whose dream was of a united world, beginning with a union of the English-speaking peoples, then embracing all cultures. In his youth, he cut a dashing figure as a cavalry officer, as seen in the 1972 film Young Winston, directed by Richard Attenborough. But the images of him that are most widely remembered are as a rather overweight, determined, even pugnacious looking senior statesman, as he is depicted to the right. Rồi, nghe chạy cho sẽ nghe. Và sẽ thấy như thế này. Đây, cho bây giờ show bạn coi, các bạn thấy không? Đó. Đây là những từ đang nghe được. Nó những từ rất là rời rạc. Rất là rời rạc. Nhưng, các bạn nhận vào nhìn đi. Nó có rõ chữ không? Yes. Nó có dễ nhìn không? Dễ nhìn. Đọc vào đọc được không? Đọc được. Nó có cần phải đúng ngữ pháp không? Không. Các bạn thấy không? Đó, cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta cứ tưởng tượng như một cái dòng suối như thế này, có những con cá đang bơi. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là nghe là từ nào là bốc từ đấy lên, nghe là từ nào là bốc từ đấy, nghe là từ nào là bốc từ đấy, mình pick. Mình đừng có cái sự gọi là chần chừ. Một trong những cái lỗi sai mà có mắc nhiều nhất đó là các bạn chần chừ. Một trong những cái lỗi sai mà nhiều nhất là các bạn bị chần chừ các bạn ạ. Ok. Được chưa nào? Đấy. Các bạn cảm thấy các bạn bị chần chừ. Các bạn bị chần chừ quá nhiều các bạn nhé. Đấy, nắm cho Peter chưa? Đó, thì đó là cái Peter muốn các bạn sẽ phải để ý cho Peter tí xíu ở trong cái dạng bài này các bạn nhé. Ok, được chưa nào? Đấy, thì đó là cái mà mình sẽ phải take into consideration cho Peter chút xíu. Được chưa? Các bạn đừng chần chừ. Nghe là pick. Nghe là pick. Đừng có sự so sánh. Đừng có sự gọi là sao ta? Lăng tăng. Có nhiều bạn nghe xong kiểu you know what, không cảm thấy là phù hợp lắm, phải không nào? Đấy, thì đó là cái mà mình sẽ phải để ý cho chút xíu cho nhỏ này các em nha. Ok, được chưa? Đấy, thì đó là cái mà mình cũng muốn tất cả các bạn sẽ phải để ý cho tí xíu ở trong nhỏ này, các bạn nhắm cho Peter chưa ha? Ok, được chưa? Đó, thì đó là cái mà tất cả mọi người sẽ cùng giúp cho Peter nhớ nha. Mình nghe là cái gì viết cái đấy, nghe là cái gì viết cái đấy, nghe cái gì viết, nghe viết, nghe viết, nghe viết, nghe viết, nghe viết. Đó là cái mà phải làm. Ok chưa? Thì phương pháp này là phương pháp tech theo kiểu keyword các em nha. Ok. Nhớ nha các em. Thầy nói các em nhé, phần retracture nó quan trọng nhất là cái gì? Là cái nghe hay là cái nói? Hả các em? Hồi nãy thầy vừa nói là đối với phần retracture cái quan trọng nhất là cái nghe hay cái nói. Bây giờ bạn nào nói là nghe thì comment nghe, bạn nào nói là nói thì comment nói xem nè. Cái phần này tại sao đó là các em phải viết cho thầy là to rõ, dễ nhìn. Vì sao cái phần này mà mình thầy muốn tất cả em phải biết cái nó to rõ, nó dễ nhìn. Một hôm mình nhìn vào mình lúc vô template nó sẽ hỗ trợ cho mình cho cái việc gì. Đấy, cái phần retracture này là phần mình quan trọng nhất là yếu tố nghe hay yếu tố nói. À, các em nhớ không? Quan trọng nhất yếu tố nghe yếu tố nói đây các em ạ. Ok, các bạn nào còn nhớ không? Nói lại cho thầy xem thôi nè. Quan trọng nhất yếu tố nào? Yếu tố, đúng rồi, yếu tố gì các em? Yếu tố nói các em nha. Ok. À các em ơi, các em lộn rồi. Phần này á, nó là tập trung vào yếu tố nói. Tức là thầy chưa cần biết các em nghe cái gì, thầy chưa cần biết các em nghe được bao nhiêu. Nhưng mà nếu các em vô cái đọc bài cả dứt cái thì đó là cái mà giống như là sẽ bị ảnh hưởng hết. Okay. Rồi bạn Triệu Quang Lê có nói một cái câu không, có nhờ mình làm Peter có thể dùng đâu của Peter để mà làm cái retracture cho mọi người coi được hay không, báo các bạn ha. Ok, đây
Đấy, các bạn thấy không nào? Đó, thì bây giờ sẽ chỉ cho. Với cái bài này nhé, Peter sẽ khoanh tròn một cái từ làm cái topic của bài. Đây, các Peter sẽ khoanh tròn cái từ topic ở đây. Peter sẽ phóng như thế này cho nó to lên chút xíu nha. Ok. Khoanh tròn một cái từ cái topic của bài nhé. Ok. Sau Peter sẽ chia bài đó làm 3 phần. Đây, cho các bạn như thế này, từ đây đến đây. Từ đây đến đây, từ đây đến đây nhé các bạn nhé. Ok. Được chưa nào các bạn nè, nắm cho Peter chưa? Rồi. Bây giờ các bạn coi, Peter làm thử cho các bạn coi nhé. Ok. Listen up nè, đây là bài mà re-texture, Peter sẽ nhìn vào Peter sẽ làm các bạn nhé, các bạn coi thử nữa nha. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. The main topic of the lecture is about Winston. According to the speaker, he said that Winston Churchill, United Kingdom politician, leader and world history. In addition, the speaker also commends party leadership decision 1924, troop 1940, Germany and champion. Therefore, after analyzing the lecture, we should pay more attention to destiny, protection, history, understanding English 1972 statement, and further research should be taken into consideration. Damn, xong. Các bạn thấy không nào? Đó, vậy là xong các bạn của mình. Rất là đơn giản. Thấy chưa nào? Mình khoanh cho một từ lần thích của bài. Sau đó là mình sẽ dùng cái bài này chia làm ba. Giả sử như bây giờ bài của Peter, Peter không có nhiều nữa như vậy. Peter mất khúc cuối đi nha. Peter không có khúc cuối. Peter chỉ có hai khúc đầu thôi. Đấy, các bạn nhé. Bây giờ Peter sẽ làm như thế nào? Lấy Peter hai khúc đầu. Các bạn coi lại Peter làm rồi nhé. Nếu Peter chỉ có 4 dòng như vậy mà thôi, Peter sẽ làm sao? Các bạn coi thử Peter này nhé. Và 3, 2, 1, Peter làm lại nhé. Rồi. 1, 2, 3. The main topic of the lecture is about Winston. According to the speaker, he mentioned that Winston, British, United Kingdom, politician, leader, and world history. In addition, the speaker also commends the party leadership decision 1924, troop 1940, Germany and champion. Therefore, after analyzing the lecture, we should pay more attention to Winston, British, United Kingdom, politician, leader, world history, party leadership decision 1924, troop 1940, Germany, champion, and further research should be taken into consideration. Damn, can I help now? Đó. Thế bạn thấy là khi mà chúng ta làm các bạn như thế này các bạn nhé. Ok, lúc Peter có ít ý hơn thì Peter xử lý nó như thế nào? Peter gì vậy? Các bạn nhớ không? Peter làm gì? Các bạn nhìn thấy cái Peter vừa làm không? Tức là khi Peter đọc bài mà bây giờ Peter không đủ cái lượng chữ, tức là không đủ nhiều để mà chia làm 3 phần, bây giờ chia làm 2 phần được thôi. Vậy thì cái phương pháp Peter sẽ xử lý nó là như thế nào các bạn? Peter sẽ dùng đến một cái gọi là mình sẽ repeat. Đúng rồi. Mình sẽ nói lại các cái thông tin cũ chính xác như bạn Ninh Trung Nhật ha. Ok, bạn Tuấn Việt Bụng nói luôn. Đọc lại. À, ok, đọc lại. Tại vì sao mới đọc lại được? Hồi nãy thầy nói các em nhé, phần này có tính điểm grammar không các em? Có tính điểm ngữ pháp không? Không tính điểm ngữ pháp. Thật ra nó cũng không tính điểm logic. Cái tên của nó đã nói lên yêu cầu nó là, tên là retell lecture. Tức là mình nghe được cái gì, mình nói lại cái đấy. Retell tức là nói lại. Các em thấy không? Đó. Đây là cái mà phải để ý nha. Ok. Được chưa nào? Đấy. Các em có nắm được cái phần này không? Đó. Vô cùng quan trọng luôn các em nhé. Ok. Thế thì bây giờ nè, nếu chúng ta nhìn đến cái tiêu chí mà mình gọi là cái bạn mà bây giờ khả năng nghe mà tốt hơn á, cái nghe kỹ nè. Nếu như em target 65 đến 79, hoặc là nếu như em gặp bài dễ, hoặc là nếu ok cái bài này em nghe rất tốt, thì em nên thích nó là phương pháp thứ hai, đó là phương pháp thực dụng ideas. Em nhé, đối với ideas, ideas là tụi em không chỉ đơn thuần mình viết xuống một hai cái từ lẻ, mà tụi em sẽ viết luôn cả cái ý của câu đó luôn. Mà cả cái ý của nó sẽ bao gồm hai thứ nha tụi em nhé. Tụi em nhớ cho thầy là hai thứ nè. Cái thứ nhất, ok, cái thứ nhất đó gọi là 1-4-1. Ok, sorry, nhất là 3-in-1 mới đúng chứ, 3-in-1. Và cái thứ hai nó gọi là 1-4-1. À, ok, được chưa nào? Rồi, thế bây giờ thầy sẽ nói từng cái cho tụi em nghe nhé. Ok, thế nào gọi là 3-in-1 và thế nào gọi là 1-4-1? 3-in-1 tức là như thế nào? Là trong một cái ý đó, tụi em có được cho thầy ba thứ. Tức là ai làm cái gì. Thì với ai làm cái gì thì nó mới xảy ra câu chuyện là một cái ý được, một cái idea được. Chứ nó không chỉ đơn thuần là một cái từ đơn lẻ. Bạn nói cái từ British, bạn nghe là từ English, bạn nghe là từ United Kingdom. Đó là những cái keyword. Nhưng mà bạn nghe được là I live in United Kingdom. Thì lúc này nó lại là một cái idea. Tại vì nó có subject, verb, an object, tức là ai làm cái gì. Cảm thấy cái sự khác biệt không? Ai làm gì và ai không là khác nhau.
mà hầu hết các bạn check kiểu check nó kiểu là keyword và bạn tự tự nghĩ rằng là bạn đang search kiểu idea thì đó là sai các em nhé. Đấy, thì chưa? Đó là cái mình sẽ phải để ý cho anh chút xíu ở trong dòng này nha. Ok, mình phải có ba thứ. Cái này đòi chúng ta phải nghe hết cả ý, nghe cả một ý xong thì bắt đầu tìm viết, chứ mà là chỉ vừa nghe xong ai là tìm viết ngay, tìm phải mà nghe vừa nghe xong ai cái viết ngay là tụi em sẽ rơi theo kiểu keyword. Em muốn nghe được cái idea em phải nghe hết một ý người ta nói rồi bắt đầu đặt bút xuống viết. Thì khi em đặt bút xuống viết á, em phải nhớ đến câu chuyện là one for one. Bây giờ các em hãy tưởng tượng thử nha, bây giờ một bà người ta nói 2 phút đồng hồ, thầy cứ cho là bằng một phương pháp nào đấy nhiệm màu em lấy được hết tất cả các ý trong bài. Được chưa nào? Em lấy hết tất cả các ý trong bài luôn các em nhé. Ok, em lấy được everything from A to Z luôn các em à. Ok. Để cho tao lấy hết tất cả thứ trong bài. Thì bây giờ đó, các em có đủ thời gian để tụi em nói không? Chắc chắn là không. Làm sao đủ thời gian được các em? Người ta nói trong vòng 2 phút, 1 phút rưỡi, mình chỉ có 40 giây để mình nói là tụi em sẽ không có đủ lượng thời gian để tụi em có thể gọi là tụi em nói được bằng đó ý lên. Cho nên ở trong cái phần này cái quan trọng nhất không phải là cái việc mà tụi em nói hết bằng đó ý lên. Ở trong cái bài này các bạn nhất là các em lấy được các ý hoàn chỉnh và nói được các ý đó lên. Thì em nhớ cho thầy nha, một đó là 3 in 1 và hai đó là 1 for 1 các em nha. Ok, 3 in 1 và 1 for 1. Được chưa? Đây là cái mà em phải để ý cho thầy. Thầy tập trung vào cái chất lượng nhiều hơn. Và thầy chỉ một cái tip cho tụi em nè. Khi được nghe cái ý đi nha, các em có lẽ là không cần viết giống hết 100%. Các em chỉ cần lấy được đại ý là chủ từ là cái nào, động từ là cái nào, tân ngữ là cái nào. Các em có thể lược ra một số những cái rườm rà. Và cái thứ hai nha tụi em nhé, ok. Được chưa nào? Khi tụi em check note phần này là các em khi check note phần này thì chú ý tụi em là nhé, ok. Tụi em lấy cái miệng tụi em á, tụi em lẩm bẩm cái ý đó lại. Khi tụi em lẩm bẩm cái ý đó lại, cái miệng mình lẩm bẩm nó sẽ chạy vô lỗ tai mình và nó sẽ cho mình không bị chia trí bởi cái đoạn văn mà nó đang chạy. Các em hiểu không? Tại vì one for one mà, nghe một câu, bỏ một câu, nghe một câu, bỏ một câu, nghe một câu, bỏ một câu, nghe ý một, sẵn sàng vứt ý hai, tập trung lấy ý ba, mình bỏ qua ý bốn, focus lấy ý năm, bỏ đi luôn ý 6, đúng không? Cứ là nghe một bỏ hai, nghe ba bỏ bốn, nghe năm bỏ 6, từng ý một, nhưng một ý đó được một cách nó trọn vẹn mà nó đàng hoàng các bạn nhé, nó đầy đủ từ A tới Z. Thì đây là cái người ta muốn mình sẽ phải gọi là để ý cho người ta chút xíu các bạn nhé. Ok chưa? Nói như thế đây cho các em ơi. Ok, vô cùng quan trọng các em nhé. Ok, thầy làm thử một bài cho em, các em coi ha. Ok, là cùng nhau mình coi nè, cùng nhau mình xem và mình trao đổi các em ha. Ok. The sound of a cracking knee isn't particular. Vừa cho em nghe được. When you think of a leader, you may think of an try something. Got that. The Earth's temperature is rising, okay. And as it does, springtime phenomena, like the first bloom of flowers, are getting earlier and earlier. But rising temperatures aren't the only factor. Urban light pollution is also quickening the coming of spring. So temperature and light are really contributing to a double whammy of making everything earlier. Richard French Constant, an entomologist at the University of Exeter. He and his colleagues compiled 13 years of data from citizen scientists in the UK who tracked the first bud burst of four common trees. And it turns out light pollution from streetlights in cities and along roads pushed bud burst a full week earlier. Way beyond what rising temperatures could achieve. This disruptive timing can ripple through the ecosystem. The caterpillars that feed on trees are trying to match the hatching of their eggs to the timing of bud burst because the caterpillars want to feed on the juiciest and least chemically protected leaves. And it's not just the caterpillars, of course, that are important, but the knock-on effect is on nesting birds, which are also trying to hatch their chicks at the same time that there's the maximum number of caterpillars. So earlier buds could ultimately affect the survival of birds and beyond. The findings are in the Proceedings of the Royal Society B. The world's becoming increasingly urbanized, and light pollution is growing, which French Constant says could trick trees into budding earlier and earlier. But smarter lighting, like LEDs that dial down certain wavelengths, could help. Perhaps the exciting thing is that if we understand more about how light affects this bud burst, we might be able to devise smarter sort of street lighting that has less red components and therefore less early bud burst. Thus keeping springtime an actual springtime phenomenon. An actual springtime phenomenon. Ok, rồi, xong ha, ok.
Được chưa nào? Rồi, đó, thế thì chúng ta nghe xong cái phần này. Chúng ta thấy được là mình có một lượng ý như thế này. Đấy, các bạn thấy không? À, bây giờ nếu như ta viết là như viết số số thì 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Thì ta gọi 9 ý. Thật ra một bạn khi đi thi á, các bạn chỉ cần khối được khoảng 4 tới 6 ý là giỏi rồi. Ha, ok, các bạn lấy được 9 ý như vậy thì rất nhiều. Một bài được 4 tới 6 ý là đã rất là nhiều rồi các bạn nhé. Ok, cảm thấy em nè. Đấy, quan trọng nhất là gì? Again, vẫn là to, rõ, dễ nhìn. Và Peter sẽ lại một lần nữa khoanh tròn cái từ nào mà Peter cảm thấy là cái topic. Sau Peter chia bài làm 3 các bạn nhé. Ok, được chưa nào? Và một khi đã viết rồi thì em phải tin tưởng tuyệt đối vào cái note mà tụi em viết. Thì em coi thử nha. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. The main topic of the lecture is about the earth temperature. According to the speaker, he mentions that the earth temperature is rising, and rising temperature isn't the only factor. He and his colleagues compiled 13 years of data. In addition, the speaker also commented it pushed the bird bus a full week earlier, and the caterpillar want to feast, they want to hatch their chicks. Therefore, after analyzing the lecture, we should pay more attention to the world is becoming urbanized. We understand how light affects an early springtime phenomena, and further research should be taken into consideration. Done. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Hiện tại đọc bài mà chúng ta sẽ phải để ý cho thầy chút xíu ở trong cái dạng bài này, kèm nha. Ok chưa? Ok, thứ chín thứ hai. Dạ, kèm nha. Ok, thì đối với take notes, thì muốn trẻ em phải nhớ cho thầy là trong cái take notes bằng giấy này, kèm nè. Thầy sẽ nhắc là một số những điểm quan trọng nhất trong take note bằng giấy nhé. Khi bằng giấy thì phải ghi nhớ là những điều sau là các em coi lại cho thầy nha. Ok, khi take note giấy nè, take note giấy nhớ là gì, là một. Ok, khi take note giấy thì em nhớ cho thầy là một là cái gì. Một đó là mình phải viết to, rõ, dễ nhìn. Ok, để mà nó hỗ trợ cho việc đọc. Ok, nó hỗ trợ cho việc đọc, các em phải nhớ to, rõ, dễ nhìn, hỗ trợ cho việc đọc. Cái số 2 á, là tên gì? Tụi em đừng quá lo lắng về spelling hay grammar. À, ok, không lo lắng về spelling hay grammar. Tại vì sao? Vì đây không phải cái mình nộp. Đây là cái nó dùng để mà mình hỗ trợ cái việc nói lại. Có rất là nhiều bạn chỉ vì sai spelling, cái xóa, sửa. Một hồi nó bét nghe tại lấy học mail luôn. À, được chưa nào? Đấy, thì đó là cái mình sẽ phải để chút xíu nhé. Ok, được chưa nào? Rồi, cái thứ ba nữa là khi tụi em thích nấu ở trên giấy, tụi em nhớ cho một chuyện đó là gì? Là lúc mà tụi em thích nấu trên giấy nha tụi em nhé. Tụi em nhớ cho thầy một chuyện là vô cùng quan trọng là kem nhé. Ok, là nếu tụi em thích keyword á, thì tụi em cố gắng làm sao nè, nghe gì thích nấy. À, ok, làm liền và không kén chọn. À, ok, khi đang thích trên keyword nha, nghe được cái gì thích, nghe thích. Trừ những cái từ nó quá chung chung như là day, however, in addition, but, we, ta. Những cái đó thì không có. Bỏ những cái từ đi. Còn lại nghe cái gì? Check cái đấy. Những từ nào họ nhấn mạnh, những từ nào họ nói lặp đi bao nhiêu lần, đó là những cái keyword. Được chưa nào? Còn đối với lại những ai mà check đâu kiểu gọi là ideas, ok, thì nhớ là 3-in-1 và 1-for-1. Để nhớ hai thứ cho thầy thôi. Ok, đấy, được chưa? 3-in-1 và 1-for-1 game nhé. Ok, được chưa? Đấy, thầy nhớ cho thầy nha. À, đó là khi mà thích nói trên giấy nhé. Số 4 là thầy viết đây là ideas nè. Nếu sẽ là cái idea là 1 là phải nhớ là 1-for-1 và 3-in-1 nha. Ok, 1-for-1 tức là em nghe câu 1 em sẵn sàng bỏ câu 2, em nghe câu 3 thì em sẵn sàng bỏ câu 4, em nghe câu 5 thì em sẵn sàng bỏ câu 6, em nghe câu 5 em sẵn sàng bỏ câu còn lại. Miễn là cái ý mà em nghe được, em tập chung em lấy một cách nó chính xác ha. Ok, rồi cái thứ hai nữa đó là tụi em cố gắng làm sao để mà tụi em nhớ cho thầy một việc á, là tụi em sẽ đi vào trong bài này và tụi em đẩy lên cho thầy một cái tiêu chí, đó là gì, là nghe được cái ý nó hoàn chỉnh, nó phải có ai làm cái gì chứ mà không chỉ có mỗi ai không cái gì không, thì cái điều này nó không chỉ là một ý được. À, cái hiểu không, phải là ai làm cái gì tụi em nhé, là cái vô cùng quan trọng mà thầy muốn các em phải ghi nhớ cho thầy nhé. Ai làm cái gì chứ đừng có ai không, đừng có cái gì không. Được chưa nào? Đó, ai không và cái gì không thì nó không ra được cả một ý đâu. Được chưa nào? Phải là ai làm cái gì thì nó ra một ý hoàn chỉnh từ A đến Z các em nhé. Ok, được chưa nào các em nào? Rồi, thì đó là những gì về kỹ năng take notes nha các em nhé. Ok, được chưa? Rồi.
Yep, rồi. Yep. Chứ các bạn đó, thì đó là một số những cái vì tao muốn phải ghi nhớ cho mình tập xíu nha. Okay. Đấy thì hy vọng rằng á là một số những cái tips chia sẻ như thế giúp cho các bạn định hình rõ hơn cho cái việc take notes của cái việc take notes trên máy tính ha, ở sự trình trên giấy nha. Lần sau á nếu như các bạn muốn các bạn hãy comment ở phía dưới và Peter sẽ dành thời gian Peter chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về cái kỹ năng take notes ở trên máy tính các bạn nha. Ok. Bây giờ bạn nào muốn một buổi nữa có thể chia sẻ tiếp tục về cái việc techno trên máy tính, các bạn có thể comment phía dưới cho em biết được không ạ? Ok. Bạn nào mà chúng ta thích là bây giờ chúng ta sẽ có một buổi nữa mà chúng ta sẽ chia sẻ về khoảng cách trên giấy thế đâu, mà chúng ta sẽ có một buổi techno trên máy tính luôn nha. Ok. Thì các bạn có thể comment ở phía dưới cho biết không nào mọi người ha. Ok. Đấy, không biết là cái buổi hôm nay các bạn thấy như thế nào, nó có hay không, nó có bổ ích không, à nó có giúp cho các bạn về cái việc luyện tập không. Nếu các bạn thấy là của ngày hôm nay á các bạn cảm nhận như thế nào, các bạn thấy như thế nào, các bạn ơi đừng tiếc cho mình tổng comment các bạn nhé. Ok, đừng tiếc cho mình tổng comment để mình thể biết rằng là các bạn thấy như thế nào, có điều nào mà các bạn hài lòng, điều nào các bạn chưa hài lòng, điều nào các bạn cảm thấy là thích rồi và các bạn muốn có hơn nữa thì các bạn comment ở phía dưới cho mình biết nhé các bạn nhé. Ok. Được không nào? Đó, mình rất là muốn là các bạn có thể chia sẻ thêm cho mình một xíu nhé các bạn nhé. Ok. Vậy thì các bạn đang đang thấy như thế nào, các bạn nghĩ như thế nào về cái buổi chia sẻ như thế này, các bạn nói với tờ biết để Peter có thể chia sẻ thêm cho các bạn những buổi tiếp theo các bạn nhé. Và lần sau á các bạn muốn được nghe thêm về cái chủ đề nào nữa, các bạn ơi comment cho Peter biết nha mọi người nhé. Ok. Đấy thì thật ra sau buổi hôm nay Peter cũng không mong gì nhiều, Peter cũng chỉ muốn là các bạn nếu được các bạn thấy hay, các bạn chia sẻ hay là các bạn cảm thấy là nó có cái điều gì, bạn có cái ý kiến gì đó, feedback gì, các bạn comment phía dưới cho Peter biết nhé. Và các bạn mong muốn những cái buổi tiếp theo chia sẻ chủ đề nào nữa, hãy nói với Peter biết thì mình và trả team sẽ hỗ trợ cho các bạn. Còn những bạn nào mà yêu thương thì cho Peter thêm một cái like. Các bạn để share nó về tường của các bạn để khi nào các bạn cần, các bạn có thể mở cái phút của bạn lên và các bạn coi được nó straight away, các bạn có thể coi được ngay lập tức các bạn nhé. Để trên nào các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thoải mái nhắn tin cho Peter, nhắn tin cho page PTE Magic các bạn nhé. Ok. Cá nhân mình thì mình lại cảm ơn các bạn rất là nhiều buổi ngày hôm nay các bạn ha. Ok. Mình chúc cho tất cả mọi người á có một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ, ok, bên gia đình và người thân. Và nếu như các bạn cần có hỗ trợ nào trong việc OTPT thì các bạn nói với tờ biết. Những bạn nào ở Việt Nam, các bạn nhớ nha, các bạn nói Việt Nam nè, lịch thi hiện tại bây giờ đã kín cho tới tháng 4 rồi, cho nên bây giờ bạn nào mà đang muốn đi thi liền á là các bạn bắt buộc phải ngồi canh mỗi ngày các bạn nhé. Còn nếu bạn nào mà cần thi gấp đặt cái lịch thi liền đi rồi bắt đầu ôn tập, tại vì nếu không là sẽ không kịp lịch thi đâu các bạn nhé. Ở Hà Nội, Sài Gòn tất cả lịch thi đều đã kín hết rồi, cho nên các bạn phải đăng ký thi sớm nhé. Bạn nào mà muốn biết thêm về cái cách đăng ký thi á, các bạn comment ở phía dưới. Peter sẽ gửi cho một cái link để các bạn coi cho cái việc đăng ký thi của mình á, cho cái việc đăng ký thi cái gì đó cách suôn sẻ, hiểu chưa nào? Chúc em thi đậu phải không? Rồi Nguyễn Hội ơi, ngày hôm nay ngồi đây chúc em lấy vía luôn nha nhé. Em ơi lần sau thi một phát là pass target luôn ha ha. Ok Nguyễn Hội, chúc em những điều may mắn nhất nha. Cố gắng ôn tập học thuộc tủ nè, làm thuộc template nè. Ok, em thuộc tủ, em thuộc template, em tập đọc tốt fluency thì đi thi cái target sẽ không rớt được nha nha. Ok, rồi và bạn nào mà cần cái cách đăng ký thi thì các bạn comment ở phía dưới, Peter sẽ gửi cho mọi người cái cách đăng ký thi PTE các bạn nhé. Ok, của bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký PTE thì nhắn tin về cho team để mà mình mọi và mọi người hướng dẫn cho các bạn nha các bạn nha. Ok, đây Peter gửi lại cho các bạn coi ha. Ok, rồi phần nào cần tủ nè các em, cái phần cần tủ sẽ là cái phần tên là Write from dictation các em nhé. Cái Write from dictation các em nhé. Được chưa? Thầy có vừa comment một cái link cho cái phần mà đăng ký thi đó các em thấy không? Cái link các em coi cái link đó, các em sẽ biết cách đăng ký thi cái bài thi PTE các em nhé. Ok, được chưa nào? Cần thấy bất cứ hỗ trợ nào nói cho anh và mọi người được biết ha. Chúc cho mọi người một đêm thật là vui vẻ và mình sẽ gặp lại mọi người vào buổi sớm nhất mọi người nha. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người sau ha. Ok, enjoy and relax mọi người nha. Ok, bye bye mọi người.